Phi lưu tiểu thuyết võng cấp A ký hợp đồng tiểu thuyết. Giải trí chi chúng ta yêu nhau đi, hứa hẹn xuyên qua thế giới song song, lấy tố nhân thân phận tham gia, chúng ta yêu nhau đi, tiết mục, cùng mập địch trở thành vợ chồng giả tưởng, tạo thành Dino, chính phú. Đảng Dino Béo địch và hứa hẹn mới là chính thống, những thứ khác đều là dị đoan, địa vị chính cung của béo địch nhà ta không thể dao động, đám kỹ nữ nhanh chóng thối lui. Các đảng Phino, Mino, Gino, Aiseno vờ vờ đã bày tỏ sự không tán thành và phản đối nghiêm trọng hứa hẹn là của mọi người là thuộc về toàn thế giới không nên bị một vị tiểu chủ độc chiếm hứa hẹn khụ tiếp theo chúng ta triệu tập lần đầu tiên gia đình hội nghị mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một chúng ta yêu nhau a à, cầu lai like hoa tươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sân bay Tiếu Sơn thành phố Hàng Châu, hứa hẹn lôi kéo một vali hành lý, đi nhanh từ trong thông đạo sân bay đi tới. Cái đầu cao một M84, dáng người cân xứng, đôi chân dài dọa người, ngũ quan tuấn mỹ mà góc cạnh rõ ràng, cho dù quần áo của hắn chỉ là giày chơi bóng trắng đơn giản, quần jean, áo sơ mi trắng, nhưng vẫn tuấn mỹ vô song như cũ, đẹp trai bức người, trong lúc đó còn bị hai nữ nhân ngăn lại bắt chuyện. Một người là ngồi cùng một chiếc máy bay hành khách, là một thiếu phụ, đôi mắt ẩn tình muốn mời hứa hẹn ăn cơm. Một người khác là nữ sinh đại học tới sân bay đón người, đỏ mặt nhỏ nhắn muốn thêm lời hứa uy chát. Bất quá hai nữ nhân này đều bị hứa hẹn lễ phép cự tuyệt, cho dù thiếu phụ kia ăn mặc rất lẳng lơ, váy dài xẻ tà đều có thể nhìn thấy xương hông trắng nõn, vả lại trước nhô sau vẫn, nhục cả mười phần, còn luôn dùng cánh tay cọ eo đã hứa. Nhưng lời hứa đến cùng vẫn khống chế được. Hứa hẹn là xuyên việc tới, một tuần trước đi tới cái này thế giới song song, thế giới này cùng kiếp trước đại thể giống nhau, khác biệt cũng có, tỉ như kiếp trước rất nhiều văn giải trí tác phẩm, thế giới này liền đều không có, mặt khác thế giới này hoa hạ, trên pháp luật còn cho phép chế độ một chồng đa thê. Hứa hẹn năm nay 20 tuổi, cha mẹ mất sớm, tiền nhiệm vẫn có giấc mộng minh tinh, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở liền ra xã hội lan bạc, lại nói tiếp tiền nhiệm nền tảng rất tốt, nhan sắc thật sự dám nói cái loại vô địch thiên hạ, nam nữ thông sát, hơn nữa tiền nhiệm cũng đủ cố gắng, vài năm rèn luyện, vô luận là kỹ thuật hát hay là diễn xuất, đều có thể làm được. Bất quá vận mệnh thứ này rất khó nói rõ, tiền nhiệm lan bạc vài năm, rõ ràng điều kiện rất tốt, nhưng chính là không có nổi danh. Thẳng đến một tuần trước, tiền nhiệm say rượu rơi vào bồn tắm, đi đợi nhà ma, sau đó bị hứa hẹn xuyên qua tới hoặc là nói như thế nào vận mệnh nhân sinh không thể nắm bắt đây người tiền nhiệm hao tâm tổn trí đến chết cũng không thể xuất đầu mà hứa hẹn vừa xuyên việc tới ngày thứ ba lúc ra ngoài ăn cơm liền trùng hợp được một vị đạo diễn của đài truyền hình vệ tinh chiếc giang chọn trúng mời hứa hẹn lấy thân phận tố nhân tham gia một chương trình giải trí hoàn toàn mới chúng ta yêu nhau đi để cho hắn làm một vị nam khách quý trong đó hứa hẹn bản thân cũng vừa vặn dự định tiến vào giới giải trí tiền nhiệm nền tảng cùng mộng tưởng vẫn còn bản thân hắn cũng có kiếp trước một đời ký ức không tiến vào giới giải trí đúng là đáng tiếc mà trước mắt tiết mục này vừa vặn là một cái phi thường tốt nền tảng cũng là một cái phi thường tốt xuất đạo kỳ ngộ cho nên cũng liền đồng ý tiết mục tổ mời hôm nay hắn tới hàng thị chính là tới tham gia tiết mục chúng ta yêu nhau đi là một chương trình giải trí tình cảm chương trình có ba nam ba nữ sáu vị khách quý sáu người sẽ tạo thành ba cặp vợ chồng giả tưởng sau đó cùng nhau sống một thời gian Hứa hẹn đã biết năm vị khách quý khác là ai, ba nữ khách quý theo thứ tự là Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Linh, Tưởng Tâm, hai vị nam khách quý khác là Trần Hạ, Lô Gia Âm, tính cả hắn, vừa vặn sáu người. Bất quá sáu người ai xứng đôi với ai, tổ tiết một ngược lại không có nói cho hắn biết. Hứa hẹn. Đi tới ngoài đại sảnh sân bay, một người phụ nữ đeo kính đi tới hỏi. Hứa hẹn gật gật đầu, nói. Ta là. Xin chào tôi là đạo diễn đi theo cô, cô gọi tôi là chị Lưu là được. Nữ đạo diễn hơn 30 tuổi, mặc váy đen, đùi rất trắng, rõ ràng cũng là một thiếu phụ. Nàng hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy hứa hẹn, trên mặt kinh ngạc rất rõ ràng, nàng biết tiếc một tổ lần này mời một vị tố nhân nam khách quý, nhưng hứa hẹn Tuấn Mỹ vẫn là vượt quá dự liệu của nàng. Sau khi chào hỏi, hai người lại bắt tay, vốn làm nữ sĩ, nữ đạo diễn bình thường cùng nam nhân bắt tay đều là đầu ngón tay nắm nhau là được nhưng lúc này lại là ma xuôi quỷ khiến đem toàn bộ bàn tay nhỏ bé đều bỏ vào trong bàn tay đã hứa sau đó thật lâu không muốn rút ra giống như đàn ông thích gái đẹp phụ nữ cũng thích trai đẹp nữ đạo diễn giờ phút này liền cảm thấy chỉ là bắt một cái tay nhưng chính mình cũng đã muốn có chút đi nước cảm giác dính dính rất khó chịu trong lòng cái loại này nhìn được không chiếm được cảm giác hiển nhiên càng khó chịu Vậy chúng ta đi thôi. Không giấu vết cọ chân, nữ đạo diễn mang theo hứa hẹn đi tới một chiếc xe thương vụ trước, chờ hứa hẹn đặt tốt vali hành lý, lên xe, nữ đạo diễn một bên để cho tài xế lái xe, một bên xoay người hỏi. Hứa hẹn, cùng khán giả giới thiệu một chút chính mình đi. Hứa hẹn rõ ràng sửng sốt, nói. Vậy là bắt đầu rồi sao? Nữ đạo diễn gật gật đầu, nói. ân mặt khác hai vị nam khách quý đã tới. Tiết mục đã sớm bắt đầu, chúng ta là tivi máy tính xong truyền hình trực tiếp, cho nên hiện tại cùng khán giả chào hỏi đi. Hứa hẹn gật gật đầu, đối mặt trên xe cố định ống kính, lộ ra một cái mỉm cười, lưỡng thế làm người, hắn ngược lại cũng sẽ không khẩn trương. Xin chào mọi người, tôi đã hứa, năm nay 20 tuổi, tôi rất vui được gặp mọi người và hy vọng tôi có thể mang lại niềm vui cho mọi người và làm cho mọi người hạnh phúc. Biểu hiện trung quy trung cũ hứa hẹn dù sao cũng là người thường quá hoạt bát cũng không tốt bất quá nói như thế nào nhỉ nhàn sắc tức là chính nghĩa dù sao nữ đạo diễn lưu tỷ đã cảm thấy biểu hiện hứa hẹn phi thường tốt hào phóng hiền hòa không hề lúng cuốn khán giả cũng có ấn tượng này cảm thấy người đàn ông này rất xa lạ nhưng đẹp trai vượt quá sức tưởng tượng anh chàng đẹp trai này là ai vậy sao tôi không biết đã nói là người thường rồi thật sự rất đẹp trai, rất thích. Đẹp trai cái rắm. Trên lầu ghen tị, chua quá. Chương 2 Các ngươi không bao phân phối sao, cầu lai like hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Xe một đường chạy đến một khách sạn ở phía nam thành phố, sau khi xuống xe, hứa hẹn đi theo nữ đạo diễn đến một gian phòng nghỉ trên lầu 8. Một bên phòng nghỉ bày đầy máy quay, đối diện máy quay, bày sáu cái ghế, giờ phút này trên hai cái ghế bên cạnh đã có người ngồi, chính là hai vị nam khách quý khác là Trần Hạ và Lô Gia Âm. Hai người vốn đang nói chuyện phím, nhìn thấy hứa hẹn đi vào, đều sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền đứng dậy. Đây là huynh đệ mới của chúng ta đi. Lô Gia Âm dẫn đầu mở miệng cười nói. Hứa hẹn nói. Chào mọi người, tôi là hứa hẹn, rất vui được biết mọi người. Xin chào, tôi là Lô Gia Âm, anh gọi tôi là Âm là được tôi là Trần Hạ, tùy tiện gọi. Ba người chào hỏi nhau rồi ngồi xuống ghế. Lô Gia Âm cẩn thận đánh giá lời hứa một chút, sau đó nhìn đạo diễn phía trước nói. Tôi cảm giác tôi giống như bị lừa dối, lúc trước mời tôi nói như thế nào, nói tiết mục cần một mặt tiền, tôi nói cho các cậu biết, tôi tới tham gia tiết mục là tới làm mặt tiền cho các cậu, kết quả các cậu tìm một đại soái ca như lời hứa là có ý gì. Trần Hạ nói. Ai ai, gia âm có thể cậu nghe lầm, rất có thể lúc ấy đạo diễn tìm cậu, nói tổ làm chương trình cần một cánh cửa, cậu nhìn cái đầu to của cậu xem, làm cửa hiển nhiên vô cùng thích hợp, cho nên tổ làm chương trình vẫn dụng tâm lương khổ. Nhân viên công tác tại hiện trường cùng khán giả trước tivi bị hai người chọc cười ha ha. Lô gia âm cũng không để ý tới Trần Hạ, nói với hứa nặc. Tiểu nặc năm nay bao nhiêu tuổi? Hứa hẹn nói. Ta hai mươi. Lô Gia Âm và Trần Hạ cùng nhau tháng phục, 20 tuổi, đây là 98 tuổi. Lô Gia Âm lại nói Vậy ngươi là tiểu huynh đệ, chúng ta nơi này ta lớn nhất, ta 83 năm, hạ hạ không lớn bằng ta đi. Trần Hạ nói Không lớn bằng cậu, tôi năm 8 năm. Hứa hẹn nghe vậy đột nhiên đứng lên, hai tay ôm quyền, tình thâm nghĩa trọng nói với Lô Gia Âm và Trần Hạ. Đại ca, nhị ca lôi gia âm và trần hạ ngay ra nhưng rất nhanh nhập diễn cũng đứng lên ôm quyền nhị đệ tam đệ đại ca tam đệ chương trình hiển nhiên cũng cảm nhận được sự bế tắc này âm nhạc của một bài một lạy này trong nháy mắt vang lên hậu kỳ chế tác lại bị ba người thê lên râu mũ nhìn qua chính là phiên bản đơn giản của đào nguyên tam kết nghĩa khán giả lại bị chọc cười mà hứa hẹn lúc này lại đột nhiên ngồi xuống xua tay lắc đầu nói tôi rút lui âm nhạc này tôi chịu không nổi không kết bái nữa lôi gia âm nói sao vậy lời thoại của tôi đã nghĩ kỹ rồi hứa hẹn cười nói em chỉ sợ anh nói lời thoại không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh chỉ cầu cùng năm cùng tháng sinh tử gì đó em còn trẻ quá chịu thiệt lôi gia âm cùng trần hạ cười điểm hứa hẹn trần hạ nói tam đệ của chúng ta có chút gà tặc a à ba người một trận cười âm ỉ, không bao lâu, phòng nghỉ ngơi cửa lớn lần nữa bị người mở ra, lần này thoáng cái tiếng vào ba cái. Chính là ba vị nữ khách quý của tổ tiết mục, dẫn đầu chính là địch lệ nhiệt ba, áo màu hoa văn, váy ngắn màu hoa văn, giày cao gót màu trắng, tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo, chân trắng thon dài phím huỳnh quang, nữ thần phong phạm mười phần, phòng truyền hình trực tiếp đẹp đều một trận sôi trào. Sau lưng địch lệ nhiệt ba là giả linh mặc đồ thể thao, cùng với tưởng tâm mặc quần dinh. Hai vị hòa phong này hiển nhiên không giống nhau, cổ linh không đi nói, vốn không phải dựa vào nhan sắc để ăn cơm. Tưởng tâm thật ra rất xinh đẹp, chỉ là vị nương nương này gần đây lại mập mạp, hình thể đuổi theo giả linh. Sáu vị khách quý toàn bộ đến đông đủ, mọi người lại là một bộ tự giới thiệu, khách khí hàng huyên. Kỳ thật ngoại trừ hứa hẹn ra, năm người khác đều biết, giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn đều là người trong giới không thể không biết đối phương là ai chỉ bất quá cũng không phải đặc biệt quen thuộc là được mà hứa hẹn còn lại là chân chân chính chính tố nhân cùng năm người lần đầu tiên gặp mặt tương đối xa là một ít sau đó sáu người ngồi xuống ghế ba nam ba nữ phân biệt rõ ràng đạo diễn lúc này nói chúng ta sáu vị khách quý đã toàn bộ đến đông đủ ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong các ngươi đem trở thành ba đôi vợ chồng giả tưởng dắt tay nâng đỡ tương cứu trong lúc hoạn nạn mà trước đó các ngươi phải trước chọn lựa một chút chính mình giả tưởng đối tượng đạo diễn nói xong có nhân viên tiến lên đưa cho sáu người bàn viết và bút hứa hẹn kinh ngạc nói các ngươi không bao phân phối sao năm người khác nghe được lời hứa hẹn đột nhiên toàn bộ cười to tv cùng máy tính trước người xem cũng đều cười không ngừng lời này kỳ thật không có gì kỳ dị nhưng ở dưới cảnh tượng này nhất là hứa hẹn kia phần nghiêm túc bộ dáng, quả thực đáng yêu mười phần, rất dễ dàng liền đâm tới mọi người điểm cười. Trần Hạ nói: "Tôi cảm thấy lời của Nặc Nặc có đạo lý, vẫn nên phân phối bao thì tốt hơn, nếu không cho, tôi có lý do tin tưởng hai người đang làm chuyện." Hứa hẹn gật gật đầu, nhìn năm người khác nói: "Hiện tại có một vấn đề rất nghiêm trọng, có thể sẽ khiến quan hệ giữa chúng ta trở nên thủy hỏa bất dung, hoàn toàn tan vỡ." đó chính là nếu chúng ta lựa chọn một người nào đó, mà đối phương lại không lựa chọn chúng ta, vậy có thể sẽ xấu hổ đến gặp trở ngại. Tam đệ nói rất đúng, ta mãnh liệt thỉnh cầu tổ tiết một phân phối. Lô Gia Âm đứng lên nói. Ba nữ nhân khác cũng nhau nhau phụ họa. Chương 4 Tam đệ bay mất, cầu lai hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lô Gia Âm và Trần Hạ hiển nhiên đã sớm nghĩ tới, sáu người ba chọi ba ghép đôi, phải chú ý một người thích hợp, bọn họ có thích hợp với tưởng tâm, cổ linh hay không thì không nói, nhưng địch lệ nhiệt ba và hứa hẹn nhất định là thích hợp nhất, tuổi sắp xỉ nhau, hơn nữa đều là tồn tại nhan sắc cao, thuộc về tổ tiết một đảm đương nhan sắc. Cho nên bọn họ trực tiếp liền tránh đi địch lệ nhiệt ba, thành toàn cho đôi cẩu nam nữ nhan sắc bọn họ. Ba vị nam khách quý toàn bộ sáng bản đề, ngược lại đến phiên nữ khách quý bên này ba nữ liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là địch lệ nhiệt ba trước sáng đáp án của mình, trên bảng viết chữ, viết hứa hẹn hai chữ. Hoa a. À. Mấy người khác rất ăn ý cùng nhau ồn ào, ngược lại khiến cho địch lệ nhiệt ba cùng hứa nặc đều có chút ngượng ngùng, nhất là sau khi hai người liếc nhau, càng lộ ra bầu không khí quỷ dị, ánh mắt cũng lập tức dời đi. Địch lệ nhiệt ba về sau, là cổ linh, nàng trên bảng chữ viết rõ ràng cũng là hứa hẹn. Trần Hà thấy thế ông ngực bộ dáng rất bị thương, nói. Linh, ta không nghĩ tới ngươi lại là người như thế, ngươi lại không chọn ta, không được, bị thương quá. Giả Linh cũng ôm ngực, cười nói. Hạ, có biện pháp gì à, ta cũng muốn viết về ngươi, nhưng ta chính là không khống chế được tay của ta, à, nó lại không khống chế được. Giả Linh là ngôi sao trong giới hài kịch, nhất cử nhất động đều lộ ra cảm giác cười, giờ phút này làm quái, cũng làm cho một đám người cười to không thôi giả linh bị chính tay mình phản bội, chỉ còn lại tưởng tâm chưa sáng đề. Và trước khi cô ấy công bố kết quả, cô ấy đã tự trình bày một đoạn. Đại khái ý tứ chính là, lòng yêu cái đẹp mọi người đều có ba. Ra. Ba. Cho nên sao? Lô Gia âm cắt ngang lời tưởng tâm trần thuật, hỏi. Tưởng tâm không trả lời, chỉ lấy bản đề ra, trên đó vẫn viết, hứa hẹn. Lô Gia âm và Trần Hạ thấy vậy, đều tuyệt vọng, Ném bản viết xuống đất, xoay người rời đi. Đi rồi đi rồi, không ghi âm nữa. Quá đã thương người. Làm gì vậy? Đã nói là ba chọi ba xứng đôi, thật đúng là để cho chúng ta làm quản gia cùng phu xe A. À, các ngươi chính mình chơi hào môn phong vân đi, phu xe từ chức rồi. Hai người tự nhiên là ra vẽ bộ dáng, chọc mọi người một trận cười sau, lại đi trở về. Ngược lại cùng đạo diễn kháng nghị nói chơi như vậy là không có kết quả chúng ta có thể hay không trực tiếp phân phối đừng làm chúng ta nữa được không đạo diễn cùng nhân viên nhanh chóng trao đổi một chút sau đó nói phương pháp lúc trước cũng không có thành công ghép đôi cho nên chúng ta áp dụng một phương thức khác cầm cục giấy bắt được người viết cục giấy có chữ viết chủ động lựa chọn đối tượng vợ chồng giả tưởng của mình chỉ có thể chọn một người nhân viên công tác rất nhanh bưng lên một cái đĩa trên đó có sáu cục giấy sáu vị khách quý vây quanh đĩa, mỗi người chọn một cái. Sau đó mấy người nhất nhất mở tờ giấy ra, cuối cùng là địch lệ nhiệt ba bắt được tờ giấy có chữ viết, do nạn là người đầu tiên lựa chọn đối tượng vợ chồng giả tưởng. Nhiệt ba, ta hiện tại không thể không nói thật cho ngươi, kỳ thật từ trước tới nay, trong lòng ta đều một mực ở một vị nữ thần, ở trong lòng ta, vị nữ thần này là thế gian độc hữu, trước kia ta không dám nói, sợ sẽ kinh động vị nữ thần này, nhưng hiện tại đã đến lúc này, Ta phải thành thật nghiêm túc nói cho ngươi biết, vị nữ thần kia chính là ngươi." Lô Gia âm đột nhiên lộ ra vẻ mặt tình thâm ý thiết, thâm tình chân thành nói với Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba bị chọc cười to không ngừng, Trần Hạ cùng hứa hẹn thì làm ra một bộ muốn ói. "Có thể hay không đừng buồn nôn như vậy, chúng ta còn có thể hảo hảo chơi đùa sao?" Trần Hạ mở tay ra, cau mặt nói, trong lòng cô vẫn còn nữ thần, trong lòng cô có phải vẫn còn bệnh thần kinh hay không? nhiệt ba, những lời như vậy với chỉ số thông minh của cô chắc chắn sẽ không tin đâu, đây là lừa gạt kẻ ngốc, thật ra. Người thật sự để cô ở trong lòng, là tôi. Trần Hạ Hòa Phong chợt chuyển, quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt ôn nhu nói với địch lệ nhiệt ba. Địch lệ nhiệt ba cười cũng sắp không được, che miệng ghé vào trên ghế, bả vai run rẩy không ngừng. Ống kính lúc này cho hứa hẹn, hứa hẹn đã hoàn toàn choáng váng. nửa ngày sau nói. Đại ca, nhị ca, chúng ta như vậy thật sự thích hợp sao? Tam đệ, đệ phải hiểu một câu, trước mặt Mỹ sắc không có huynh đệ. Hứa hẹn gật gật đầu, sau đó vặn vẹo cổ, giãn ra một chút thân thể, nói. Nếu hai vị ca ca đều như vậy không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách đệ đệ không lưu tình mặt, khai chỉnh. Hứa hẹn hét lớn một tiếng, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tại chỗ lộn nhào một cái, hắn vốn là thân cao chân dài, lúc này dưới sự lật ngược, tư thái rất là có mỹ cảm. Lật ngược một cái còn chưa đủ, sau khi lật xong, hứa hẹn lại liên tục lật tay về phía trước, từ phòng nghỉ ngơi, một đường lật tới hành lang, cuối cùng biến mất trong ống kính. Mấy người trong phòng hai mặt nhìn nhau, sau đó Trần Hạ cười nói. Cho nên, tam đệ là bay đi sao? Ha 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 ha. Căn phòng vốn yên tĩnh, trong nháy mắt lâm vào trong tiếng cười lớn, lôi da âm trực tiếp cười quỳ rạp trên mặt đất địch lệ nhiệt ba cũng cười quỳ rạp trên ghế không thể đứng dậy, ngay cả các nhân viên công tác cũng cười điên cuồng không ngừng. Chương 5 Chúng ta là Dino vợ chồng, cầu lai like hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đồng dạng náo nhiệt, còn có phòng truyền hình trực tiếp Internet, lúc này phòng truyền hình trực tiếp đã hoàn toàn bị màn đạn soát bình luận. Thật sự là ba huynh đệ này đoạn ác làm quá mức chọc người, hơn nữa phối hợp tương đối ăn ý, liền cùng viết xong kịch bản sân khấu kịch bình thường. Mà lời hứa vốn đối với khán giả mà nói tương đối xa lạ, cũng vào giờ phút này trong nháy mắt hấp dẫn phan, ban đầu mọi người chỉ cảm thấy tố nhân này rất đẹp trai, những cảm giác khác ngược lại không có. Nhưng lúc này khán giả lại phát hiện, người này chẳng những thân thủ rất tốt, hơn nữa trên người có một loại cảm giác đáng yêu tự nhiên, rõ ràng cũng không thấy hắn cố ý khôi hài, nhưng bộ dáng nghiêm trang kia đã có tương phản mãnh liệt, đáng yêu như bảo huyết ha ha ha, tam đệ bay đi rồi, cái ngành này phỏng chừng có thể chơi một năm. Ba huynh đệ này thật buồn cười. Hứa hẹn thật đáng yêu. Đã trở về, đã hứa sẽ trở về. Phòng nghỉ. Hứa hẹn nghiêng đầu, đi vào, một tay còn không ngừng vỗ đầu. Lô Gia âm cười nói. Tam đệ, ngươi bị sao vậy? Hứa nặc ngượng ngùng cười cười, nói. Ngã nhào, đầu hơi choáng. Ha 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 mọi người lại cười to một trận. Lúc này đạo diễn lại đi ra khống chế, nói với địch lệ nhiệt ba. Nhiệt ba, mời bắt đầu lựa chọn. Lôi, Trần, hứa ba huynh đệ nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc chờ mong, hơn nữa không một ngoại lệ đều đang bán manh. Địch lệ nhiệt ba cười nước mắt đều đi ra, nhẹ nhàng lau một chút lông mi mắt, sau đó ánh mắt tại ba người trên người lưu chuyển, cuối cùng chỉ vào hứa hẹn nhỏ giọng nói. Ta đây chọn hứa hẹn lôi gia âm và trần hạ lập tức biểu môi hứa hẹn thì ông quyền nói đại ca nhị ca bảo trọng mặt khác ta lại phát hiện một chuyện rất xấu hổ đó chính là vòng thứ hai bắt cục giấy hơn nữa sau khi chọn đối tượng vợ chồng giả tưởng đôi vợ chồng giả tưởng thứ ba kia sẽ tự động ghép đôi cho nên đôi vợ chồng giả tưởng thứ ba rất có thể chính là hôn nhân sắp đặt trong truyền thuyết tam đệ nơi này trước chúc phúc cho hai vị ca ca hạnh phúc còn lại bốn người liếc nhau dường như thật đúng là có chuyện như vậy, cuối cùng chỉ còn lại có hai người, vậy còn bắt cái gì cục giấy A? Nhân viên công tác lại lên tới, lần này là bốn cái giấy đoàn, cuối cùng cổ linh bắt được viết có chữ viết giấy đoàn. Lô Gia Âm cùng Trần Hạ lại biểu lộ một vòng chân thành, sau đó giả linh lựa chọn Trần Hạ. Cuối cùng chỉ còn lại Lô Gia Âm và Tưởng Tâm, hai người liếc nhau, biểu môi ghét bỏ rất ăn ý. Cặp đôi hôn nhân sắp đặt này, ngay từ đầu đã rơi vào ghét bỏ lẫn nhau sáu người cuối cùng cũng xứng đôi sau đó hai người đứng cùng một chỗ đạo diễn nói mời các vị đặt một cái tên cho tổ hợp của mình ba đôi vợ chồng giả tưởng thương lượng trong chốc lát sau đó hứa hẹn cùng địch lệ nhiệt ba bắt đầu trước hai người hai tay đồng thời so thủ thế hình trái tim nói chúng ta là vợ chồng địch nặc sau đó là trần hạ và giả linh hai người bày ra bộ dáng hung ác đánh nhau nói Chúng tôi là vợ chồng, quan trọng. Cuối cùng là lô gia âm và tưởng tâm, hai người liếc nhau, sau đó ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, ông cánh tay xoay sang một bên, thanh âm cũng không chỉnh tề nói. Chúng ta là vợ chồng, bao biện. Bốn người khác nhìn đôi vợ chồng này cười không ngừng, hứa hẹn nói. Đạo diễn, vạn nhất chủ động đôi vợ chồng này ly hôn làm sao bây giờ, chúng ta tiếc mục còn quay không? Đạo diễn chỉ cười cười không nói tiếp, địch lệ nhiệt ba nhanh chóng thay thế vai vợ, kéo cánh tay hứa hẹn, nói. Đừng quản chuyện của người ta, không phải oan gia không tụ đầu, nói không chừng tình cảm của người ta rất tốt. Tưởng tâm nói. Chúng ta không khỏi, nhưng ta cảm thấy ba đôi vợ chồng chúng ta kỳ thật rất đầy đủ, vợ chồng đi nô các ngươi đại biểu cho nhan sắc cao, tác dụng là trải thức ăn cho chó. Vợ chồng quan trọng đại biểu cho vợ chồng bình thường, diễn tả chuyện nhà. Cổ Linh cười nói. Vậy các ngươi bao biện vợ chồng chính là cho mọi người bày ra cái gì gọi là không có cảm tình lại thế nào cũng phải cứng rắn tiến đến cùng nhau sinh hoạt vợ chồng có bao nhiêu thống khổ đúng không? Lô gia âm gật đầu nói, chúng ta chủ yếu là có tác dụng phản diện. Sáu người tán gẫu một lúc, đạo diễn lại mở miệng nói, tiếp theo, hai người sẽ đến ngôi nhà mới của mình, chân chính bắt đầu cuộc sống vợ chồng, hy vọng hai người có thể tương thân tương ái, hạnh phúc mỹ mãn sáu người sau đó cùng nhân viên công tác ra khỏi khách sạn sau đó hai đôi một đôi lên xe thương vụ tổ tiết mục chuẩn bị hứa hẹn cùng địch lệ nhiệt ba sau khi lên xe xe cũng không có lập tức đi một lát sau một nhân viên công tác chạy chậm tới đưa cho địch lệ nhiệt ba một cái túi kfc À, còn có đồ ăn cuối cùng cũng ăn cơm đói chết rồi đi liga đưa cho hứa hẹn một ly coca sau đó đặt túi lớn ở giữa hai người bên trong có hamburger đùi gà các loại thời gian đã sớm qua giữa trưa sáu người quay tiết mục nửa ngày bụng kỳ thật đều đói bụng hai cặp vợ chồng kia cũng có đồ ăn đều là tổ tiết mục chuẩn bị xe đã khởi động bóng cây ven đường bay ngược trên cửa sổ xe hứa hẹn cùng địch lệ nhiệt ba cũng khởi động bắt đầu ăn bữa cơm trưa cũng không tính là phong phú này cuộc sống của nghệ sĩ có một mặt quang vinh nhưng mọi việc đều là tương đối trong quang vinh cũng vô cùng vất vả đương nhiên cũng không thể quá mức già mồm cải láo, nếu so với vất vả, nghề nghệ sĩ này còn lâu mới xếp hạng được. Chương 6 Thanh niên cùng thiền sư, cầu lai like hoa tươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trên xe rất yên tĩnh, hứa hẹn cùng địch lệ nhiệt ba đều phi thường nghiêm túc mà chuyên chú ăn cái gì. Kỳ thật cho dù đói bụng, nhưng một phần cây FC hiển nhiên còn không cách nào làm cho hai người ăn chuyên chú như thế, cũng không phải là bữa tiệc lớn quý báu gì, dù tham ăn thế nào cũng sẽ không không có tiền đồ đến mức này. Hai người sở dĩ như thế, phần lớn là bởi vì xa lạ cùng không quen thuộc lẫn nhau. Hôm nay cũng mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt, cho dù đã trở thành vợ chồng giả tưởng, đánh ra danh hiệu vợ chồng Dino, nhưng đến cùng vẫn không quen. Lúc đông người còn tốt, mọi người hi hi ha ha, cũng sẽ không có vẻ đặc biệt xấu hổ. Nhưng lúc này hiển nhiên là không được, ngồi trong cùng một chiếc xe, bên cạnh chỉ còn lại đối phương cảm giác xa lạ lập tức ập vào mặt kỳ thật hai người đều là muốn nói chút gì đó để cho không khí rộng rãi một chút nhưng lại rất ăn ý không biết bắt đầu từ đâu hai người lại yên lặng ăn một hồi sau đó đi theo đạo diễn lưu tỷ từ ghế lái phụ trên quay đầu đối hai người nhỏ giọng hỏi có thể nói một chút các ngươi đối với lẫn nhau ấn tượng sao đi theo đạo diễn nhiệm vụ chính là vì phòng ngừa tiết mục phạm sai lầm mà không cho tiết mục tẻ ngắt cũng là các nàng chức trách một trong quan trọng vợ chồng cùng bao biện vợ chồng nơi đó đều rất phóng khoáng duy chỉ có tiết mục nhàn sắc đảm đương đi nô vợ chồng rất câu nệ đi theo đạo diễn liền nhận được mệnh lệnh tổng đạo diễn để cho nàng giúp đỡ hai người tìm đề tài vợ chồng đi nô gánh vác nhiệm vụ rải thức ăn cho chó tẻ ngắt như vậy sao được bất quá đề tài này của chị lưu hiển nhiên không thích hợp ngồi mặt đối mặt còn có thể nói gì đương nhiên là nói tốt rồi còn có thể nói đối phương không tốt sao mà loại khen ngợi này chẳng những không làm cho bầu không khí giữa hai người hòa hoãn ngược lại làm cho hứa hẹn cùng địch lệ nhiệt ba càng ngày càng không được tự nhiên để tôi kể chuyện cười cho anh nghe hứa hẹn nhận ra dụng ý của đạo diễn đi theo cũng biết tẻ nhạt như vậy không tốt liền chủ động tìm đề tài địch lệ nhiệt ba cũng rất phối hợp tựa vào ngồi trên ghế gật đầu nói tốt địch lệ nhiệt ba kỳ thật trong lòng đã nghĩ kỹ cho dù lời hứa chê cười không buồn cười nàng cũng phải phối hợp cười bằng không đôi vợ chồng bọn họ đại khái sẽ ở trong xấu hổ chết đi hứa hẹn trong đầu hồi tưởng kiếp trước xem qua chê cười một lát sau nói ra có một người trẻ tuổi thỉnh giáo thiền sư thưa thiền sư con vốn đã đen rồi cứ đến mùa hè là phơi nắng càng đen hơn người ta cười nhạo con con phải làm sao bây giờ thiền sư không nói lời nào chỉ thông thả mở cửa chùa ra, để ánh mặt trời chiếu vào. Người thanh niên thấy vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được thiền sư, ngài là bảo ta mở rộng nội tâm, không cần quan tâm cái nhìn của người khác, đúng không? Thiền sư lắc đầu. Không phải, ta chỉ muốn nhìn cho rõ, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Phóc suy. Ha 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 ha. Địch lệ nhiệt ba trực tiếp cười phun, thân thể ghé vào trên đầu gối, toàn bộ thân thể đều rung lên, bởi vì liên quan đến tư thế, vạt áo sau vương lên, lộ ra một vòng eo trắng nõn tinh tế. Đạo diễn đi theo phía trước cũng hé miệng cười điên cuồng, thậm chí bao gồm cả tài xế, bả vai cũng vẫn run rẩy, cũng may kỹ thuật của lão ca tương đối vững chắc, xe ngược lại không lắc lư. Mà trong phòng truyền hình trực tiếp giờ phút này đồng dạng ha 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 một mảnh, chuyện cười của thiền sư ở kiếp trước đã sớm là chơi nát ngành, nhưng ở kiếp này lại là lần đầu xuất hiện, mọi người cảm giác cực kỳ mới mẻ cũng cực kỳ thú vị. Hứa Hẹn ngược lại là không cảm thấy chuyện cười này có buồn cười như vậy, quay đầu nhìn nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Này, ngươi khoa trương đi, cười điểm thấp như vậy sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi dậy muốn nói chuyện, nhưng không khống chế được muốn cười, chỉ khoát tay, hơn nửa ngày mới bình phục lại, sau đó chớp mắt to, vẻ mặt chờ đợi nhìn Hứa Hẹn. Nói thêm một câu, nói thêm một câu người xem trong phòng truyền hình trực tiếp cũng dùng màn đạn soát bình luận cho dù bọn họ biết hứa hẹn không nhìn thấy nhưng vẫn hăng hái bừng bừng tham dự hứa hẹn suy nghĩ một chút lại một thanh niên đi hỏi thiền sư đại sư con đã ba mươi rồi mà vẫn chưa tìm được bạn gái thầy có thể nói cho con biết nguyên nhân không thiền sư không nói chuyện lấy ra một củ sen cắn một miếng thanh niên bừng tỉnh đại ngộ à ta hiểu rồi thiền sư ngươi là để cho ta suy nghĩ nhiều hơn một chút đúng không? Thiền sư ung dung nói. Nào, đọc cùng ta, ăn ngó sen, xấu. Ha 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 ha. Địch lệ nhiệt ba lại cười to một lần nữa, cuối cùng ghé vào cửa xe, bày bàn tay nhỏ bé trắng nõn nói. Không được không được, cười đau bụng quá. Hai chuyện cười chọc địch lệ nhiệt ba rất là vui vẻ, đồng thời cũng hòa hoãn bầu không khí bên trong xe sau đó hai người tùy ý nói chuyện phím, cảm giác xa lạ giữa hai bên rõ ràng giảm bớt, thỉnh thoảng còn có thể đùa một chút. Trong không khí vui vẻ, đoàn người đi tới mục tiêu. Một khách sạn dân cư cách Tây Hồ thẳng tắp chỉ có hơn 1.000 mét, địa phương khách sạn không lớn, nhưng khắp nơi lộ ra giang nam thủy hương tinh mỹ, tô hàng được xưng là lâm viên chi thành, cũng danh bất hư truyền, trong sân khách sạn, núi giả, hồ nước, hành lang gấp khúc chằng chịt mà đến, tuy rằng đều không tính là hùng vĩ, nhưng cũng có một loại vẻ đẹp tinh xảo. Ba cặp vợ chồng được nhân viên công tác dẫn đến phòng của mình, phòng của bọn họ đều gần nhau, toàn bộ ở lầu 2. Hoàn cảnh trong phòng không tệ, rất sạch sẽ, chỉ là diện tích có chút nhỏ, so với phòng tiêu chuẩn của khách sạn bình thường còn nhỏ hơn một chút, trong phòng ngoại trừ toilet, cũng chỉ có một cái bàn cùng tivi. Mặt khác trong phòng không có giường, chỉ có một cái giường thông rộng hơn 2 mét, thoạt nhìn cùng kháng phương bắc chênh lệch không nhiều lắm chương 7 Miệng ngươi cùng từng khai quan tự như cầu lai like tươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hứa hẹn không biết hai đôi vợ chồng khác là nghĩ như thế nào Dù sao hắn cùng địch lệ nhiệt ba nhìn về phía giường đặt gần giường Cũng nghĩ đến buổi tối hai người bọn họ muốn cùng nhau ngủ ở chỗ này Trong lòng đều có chút quái dị Trong lúc đó ánh mắt hai người đối diện một chút Sau đó vội vàng tách ra Nam chưa cưới, nữ chưa gả, ở chung một phòng, cùng ngủ một giường, cho dù biết đây là đang quay tiết mục, cho dù biết trong phòng ngoại trừ toilet, có vài camera, căn bản không phát sinh được bất cứ chuyện gì, nhưng cảm giác tóm lại là lộ ra một ít xấu hổ. Hành lý cũng đã cầm lên, địch lệ nhiệt ba ở trong phòng quét mắt, liền ngồi sổng bên giường sửa sang lại hành lý. dáng người địch lệ nhiệt ba không thể nghi ngờ là rất tốt, cao gầy rồi lại không mất đi đầy đặn, giờ phút này cùng tròn đôi chân trắng to, váy hoa văn bị mông bươm bướm kéo căng, vạt áo phía sau lộ ra một vòng eo thon thả trắng nõn nhỏ nhắn mảnh khảnh. Ánh mắt hà khắc hơn nữa, cũng rất khó tìm ra khuyết điểm gì trên người cô. Đây cũng đích thật là một nữ nhân toàn thân tản ra mị lực siêu nhiên. Đương nhiên, luận về nhan sắc, hứa mổ hiển nhiên là ai cũng không phục. Hứa hẹn cũng sửa sang lại vali hành lý, lấy ra hai bộ quần áo thay đồ, mặt khác còn có khăn mặt, bàn chải đánh răng các loại đồ dùng vệ sinh cá nhân. Đồ đạc của hắn không nhiều lắm, nhất là đồ dùng vệ sinh cá nhân, chỉ có một cái túi nhỏ. Mà so sánh với hắn đơn giản, địch lệ nhiệt ba liền tự mình bày ra một chút cái gì gọi là phức tạp, cũng bày ra đồ dùng vệ sinh cá nhân của nữ nhân cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân của nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch, cái khác không nói, chỉ từ số lượng, là có thể trực tiếp đem các nam nhân miễu sát và cái qua lại hứa hẹn trơ mắt nhìn địch lệ nhiệt ba từ trong rương hành lý lấy ra hai mươi mấy cái bình lọ lọ hắn nhìn tấm tắt lấy làm kỳ lạ cảm thán nói may mắn chúng ta là ở trong nước nếu như là xuất cảnh ta còn tưởng rằng ngươi là buôn lậu đâu địch lệ nhiệt ba cười vỗ vỗ hứa hẹn một chút nói rất bình thường có được không mỹ phẩm dưỡng da của phụ nữ vốn rất nhiều à hứa nặc tò mò hỏi những thứ này đều dùng để trang điểm sao địch lệ nhiệt ba nói những thứ này là dùng để trang điểm những thứ này là tẩy trang những thứ này là dưỡng da đúng rồi mặt nạ dưỡng da của ta đây chính là mệnh căng của ta địch lệ nhiệt ba từ trong ngăn hành lý lấy ra hai mươi mấy tấm mặt nạ dưỡng da hứa hẹn gật gật đầu nói có thể rất chuyên nghiệp địch lệ nhiệt ba ngẩng đầu cười nói bạn không buổi tối lúc rửa mặt cho ngươi dùng hứa hẹn lắc đầu nói không cần không cần ta không cần cái này ta một lọ tuyết hoa cao phòng khô là được rồi ngươi phải yêu quý khuôn mặt của mình làn da của mình nha địch lệ nhiệt ba nói xong đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên đỏ bừng khán giả cũng không thể nhìn thấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng hứa hẹn nhưng là nhìn rõ ràng nữ nhân vừa rồi trong lúc vô tình lấy ra hai kiện áo ngực cùng quần lót một kiện màu tím một kiện màu đen từ kích thước của hai món đồ này mà xem địch lợi nhiệt ba hiển nhiên so với bề ngoài thoạt nhìn càng thêm có nguyên liệu hứa hẹn ho nhẹ một tiếng ra vẻ tự nhiên đứng dậy địch lợi nhiệt ba cũng vội vàng đem vật tư mật này giấu ở dưới rương xin lỗi làm phiền một chút nhân viên công tác gõ cửa phòng cắt đứt không khí kiều diễm quanh quẩn trong phòng nhân viên công tác là tới thu điện thoại di động cùng ví tiền đây là sắp xếp của tổ tiết mục trong lúc quay chương trình điện thoại di động cùng ví tiền của sáu vị khách quý sẽ bị lấy đi, tổ tiết mục sẽ cho bọn họ một cái điện thoại di động mới, bất quá cái điện thoại di động này không thể liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể nói chuyện phím giữa ba đôi vợ chồng. Đối với chuyện thu tiền điện thoại di động, hứa hẹn cùng địch lệ nhiệt ba trước đó cũng không biết, bất quá bọn họ rốt cuộc vẫn phối hợp với nhân viên công tác, đem điện thoại di động cùng ví tiền đều giao ra. Chờ nhân viên công tác đi rồi, vợ chồng Dino vẽ mặt mơ hồ ra khỏi cửa phòng sau đó ở trong hành lang đụng phải hai đôi vợ chồng khác cũng rất mơ hồ. Tình huống gì đây là, càng quét a, à, ta như thế nào trong lòng như thế nào không nắm chắc đâu rồi, điện thoại di động cùng ví tiền của các ngươi có phải hay không cũng bị thu. Địch lệ nhiệt ba gật gật đầu, nói. Mới vừa lấy đi. Hứa hẹn. Rất hung tàn, 10 đồng trong đệm giày của hot ba đã bị lục soát hết rồi. Địch lệ nhiệt ba cười đắm hứa hẹn một chút nói ít ghê tởm, ta mới không quên giấu tiền trong đệm dây. Trần Hà lúc này đi tới nói: các tiểu nhị, ta bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, ta cảm giác chúng ta lần này khả năng giữ nhiều lành ít, tối thiểu tuyệt đối không có tốt như tổ tiết mục nói trước. Hứa Hẹn đồng ý gật gật đầu, nói: lúc trước đạo diễn tìm ta thời điểm, nói với ta đây là một cái về tình yêu tiết mục, cái gì hẹn hò a, à, cái gì chơi lãng mạn a, à, nhưng hiện tại xem ra chúng ta hiển nhiên bị lừa. Tưởng Tâm nói: "Sẽ không để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ gì chứ?" Tưởng Tâm vừa dứt lời, đã có nhân viên công tác đi lên gọi sáu người, bảo sáu người vào trong sân, nói có nhiệm vụ quan trọng. Lôi Gia Âm quay đầu giơ ngón tay cái với Tưởng Tâm, nói: "Cái miệng này của cậu giống như mở ra ánh sáng vậy." Mấy người khác bị chọc cười, Tưởng Tâm hung hăng đấm Lôi Gia Âm một quyền. Đến dưới lầu, một đôi nhiếp ảnh gia đứng ở đối diện đạo diễn tổ tiết mục cũng đứng ở trong đó. kế tiếp các ngươi muốn hoàn thành một hạng nhiệm vụ cuối cùng căn cứ hoàn thành nhiệm vụ tình huống đến quyết định các ngươi bữa tối chất lượng như thế nào. đạo diễn cầm loa nói với ba cặp vợ chồng. chương 8 sáu cái đồ ngốc đi câu cá cầu lai hoa tươi. bạn đang nghe tại truyện chấm audio. hoa wow. quả nhiên như thế các ngươi quá độc ác chúng ta đã lăn lộn đến nước này sao? Ý tứ này nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, có phải ngay cả cơm tối cũng không được ăn hay không? Ba cặp vợ chồng oán tháng dậy đất, đạo diễn nói. Không, cho dù các anh không hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không không có cơm tối, chỉ có điều chất lượng sẽ kém một chút. Địch lệ nhiệt ba trắng nõn bàn tay nhỏ bé khoát ở trên mắt, nói. Chất lượng kém là có ý gì? Bánh bao, cải bắp, địch lệ nhiệt ba hai tay ông đầu bộ dáng thiếu nữ sụp đổ ai các vị làm người là phải có mộng tưởng ta đây muốn hỏi nhiều một câu kém cỏi nhất là bánh bao cải thì kia tốt nhất cơm tối là cái gì trần hà đi ra hỏi đạo diễn nói nếu như các anh có thể hoàn thành vượt mức nhiệm vụ vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các anh hai mươi món ăn nổi tiếng ở hàng châu hơn nữa toàn bộ đều là đầu bếp làm thỏa đáng nói đi nhiệm vụ gì ba người đàn ông lấy lại tinh thần bộ dáng xoa tay lập tức liền làm đạo diễn nói nhiệm vụ của các cậu chính là câu cá bây giờ là ba giờ chiều trước bảy giờ tối nếu các cậu có thể câu được cá đủ cân như vậy coi như các cậu hoàn thành nhiệm vụ hứa hẹn giơ tay nói vậy chúng ta muốn ăn hai mươi đạo hàng thị danh ăn chúng ta muốn câu bao nhiêu cân cá đạo diễn nói cái này chờ các anh trở về mới có thể công bố. Cho nên chính là càng nhiều càng tốt thôi." Cổ Linh nói. "Vậy thì đừng lãng phí thời gian, mau bắt đầu đi, thời gian chính là sinh mệnh, go go." Địch Lệ Nhiệt Ba đi tới hứa nặc bên người, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đối hứa nặc nói. "Ngươi biết câu cá sao?" Hứa hẹn nói. "Câu qua, coi như biết đi, còn anh?" Địch Lệ Nhiệt Ba hì hì cười cười, vỗ vỗ hứa hẹn bả vai nói ta cho tới bây giờ chưa từng câu qua cho nên nhiệm vụ trọng yếu này liền giao cho ngươi ta phụ trách ăn mỹ thực chờ một chút đừng nhúc nhích hứa hẹn đột nhiên dừng lại thân thể nhìn địch lệ nhiệt ba khoảng cách hai người có chút gần đôi mắt to xinh đẹp của địch lệ nhiệt ba đầu tiên là hiện lên kinh ngạc sau đó lại lóe chút xấu hổ chớp chớp nhìn hứa hẹn không biết hắn muốn làm gì hứa hẹn giơ tay lên ở trong miệng ha một cái sau đó băng một cái ở đi liếc tha trắng noãn trên trán bắn cái não băng, ngược lại nhanh chân liền chạy đi. Nha! Địch lệ nhiệt ba đau đớn kêu một tiếng, hoa hoa kêu liền đuổi theo. Lô Gia Âm nhìn hai người chơi đùa thở dài, nói. Người trẻ tuổi thật là tốt a à. Tưởng tâm ghét bỏ. Ông già, chúng ta đừng cảm thán người khác, cơm tối chúng ta còn chưa tìm thấy đâu. Trang bị câu cá đều là tổ tiết mục chuẩn bị, tất cả đồ đạc đều rất đầy đủ hết sau đó còn chuẩn bị xe đưa ba cặp vợ chồng đến bên tây hồ về phần địa phương cụ thể câu cá ngược lại là sáu người tự mình chọn vì chuyện này bọn họ còn tranh luận trong chốc lát mỗi người phát biểu ý kiến của mình thảo luận nhiệt liệt mà chân thành bất quá trên thực tế sáu người có một người tính một người ở phương diện câu cá này đều là thuộc về cấp bậc ngây thơ vô tri nếu như đồng dạng là người không biết câu cá nghe được bọn họ nói lung tung nhất là các loại kinh nghiệm phổ cập của ba người đàn ông sợ là có thể sẽ bị lừa dối nhưng ở trong mắt chuyên gia chân chính đây không thể nghi ngờ chính là vô nghĩa trong phòng truyền hình trực tiếp internet giờ phút này còn có không ít cao thủ câu cá những người này thật sự chịu không nổi ba người đàn ông ở nơi đó nói lung tung từng người trước sau bốc đầu ở trong phòng truyền hình trực tiếp phổ cập một chút tri thức câu cá những cư dân mạng khác thấy vậy cũng không có ghét bỏ ba người đàn ông nông cạn ngược lại một bộ dáng cực kỳ vui vẻ dùng màn đạn các loại spam. Ba huynh đệ đào viên bắt đầu khoác lát rồi. Ha ha ha, mấu chốt nhất chính là, ba nữ nhân đều bị hù dọa. Có loại cảm giác vui mừng khó hiểu, ba huynh đệ đào viên, các ngươi bại lộ rồi. Đào viên huynh đệ trêu chọc huynh đệ. Chịu không nổi, cái nơi rách nát này chọn, có thể có cá lớn mới là lạ. Thích nhất là xem huynh đệ đào viên nghiêm trang kéo con bê. Nữ thần nhiệt ba ta lại còn gật đầu, ta đi, ánh mắt nhiệt ba nhìn lời hứa quá rõ ràng đi, đó là sùng bái sao? trời ạ, à, vợ chồng Dino không phải là kẻ ngốc chứ? sáu người bên hồ không nhìn thấy màn đạn, tự nhiên cũng không biết đám người mình đang bị người ta trêu chọc, bọn họ ngược lại rất hài lòng với địa điểm mình lựa chọn, bộ dáng Dương Dương đắc ý, chuẩn bị qua một lát sẽ thu hoạch lớn. Dương ô che nắng, đặt ghế nằm xuống, ba cặp vợ chồng bắt đầu cùng mồi câu. tổ tiết mục chuẩn bị mồi câu có hai loại một loại là loại cần dùng nước và một loại là dung đất. Cặp vợ chồng bao trọn và cặp vợ chồng quan trọng đều lựa chọn mồi câu, mà hứa hẹn thì trực tiếp lựa chọn dung đất. Di, nhìn thật ghê tởm. Địch lệ nhiệt ba vốn thành thật ngồi sống bên cạnh hứa hẹn hỗ trợ cho hắn, nhưng sau khi nhìn thấy dung đất cuốn quanh cùng một chỗ trong hộp nhỏ, lập tức ghét bỏ đứng lên, đi tới sau lưng hứa hẹn, hai tay chống bả vai của hắn, muốn nhìn lại ngại ghê tởm, nhưng không nhìn lại có chút nhìn không được. Tại sao chúng ta không dùng loại thức ăn cho cá mà họ dùng? Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Hứa Hẹn đem dung kéo đứt, mặc vào móc câu, hỏi: Hứa Hẹn nói: Không cần phiền toái như vậy, dung đất là đủ rồi, mặc kệ dùng mồi câu gì, có thể câu được cá mới là mấu chốt. Chương 9. Người ngu ngốc phúc, cầu lai like hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hứa Hẹn Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, lộ ra 10 phần kinh nghiệm. Địch Lệ Nhiệt Ba sau khi nghe vậy, cũng đồng ý gật gật đầu, tiếp theo xoay người lấy ra một tờ khăn giấy cho hứa hẹn lau mồ hôi trên trán. Đợt thức ăn cho chó này làm cho người ta trở tay không kịp, phòng truyền hình trực tiếp trên mạng lập tức bày ra một loại tình hình bùng nổ. Đợt thức ăn cho chó này lão phu không ăn. Tức giận cha rồi, Nhiệt Ba ngươi ngốc a, à, hắn đó đều là lý do, hắn chính là sẽ không cùng cá ăn. Hắn sẽ không cùng cá ăn về một hắn sẽ không cùng cá ăn hay hắn sẽ không cùng cá ăn màn đạn dày đặc khán giả rất muốn địch lệ nhiệt ba thấy rõ bộ mặt thật của lão tam đào viên nhưng rất hiển nhiên địch lệ nhiệt ba không nhìn thấy bất quá dân gian cũng có nghĩa sĩ lôi gia âm đại biểu đông đảo quần chúng nhân dân và trần lời hứa anh đừng làm những thứ vô dụng không biết hòa thì sẽ không hòa chính mình giống như rất rõ ràng hứa hẹn cười cười nói cái này ngươi không hiểu đi câu cá chú ý chính là duyên phận bởi vì cái gọi là gần hồ thả câu ngươi nguyện mắc câu dùng mồi câu gì không quan trọng quá cố chấp với cái này ngược lại rơi xuống hạ thưa đúng vậy địch lệ nhiệt ba gật gật đầu nhỏ rất kiên định cũng rất tự hào lựa chọn ủng hộ nam nhân của mình trong phòng truyền hình trực tiếp lại không thể bình tĩnh đạo viên lão tam đang trang bức hắn đang trang bức Trang phục bức bách này khiến người ta trở tay không kịp. Mẹ nó, nói lão tử cũng có chút tin tưởng. Rất có thể kéo. Lô gia âm tiếp tục đứng đông đảo quần chúng nhân dân bên này, cười nói. Ngươi cũng có thể lừa dối lừa dối nhiệt ba, hoàng nguyện giả mắt câu, vậy ngươi dứt khoát đừng dùng mồi câu A. À. Như vậy, ngươi cũng không cần trang, chỉ cần ngươi cầu ta, ta cho ngươi hòa thế nào. Hứa hẹn đem một cây cần câu đưa cho địch lệ nhiệt ba hai vợ chồng vụng về đem móc câu quan ra ngoài, ngược lại song song ngồi ở trên ghế nằm. Hứa hẹn quay đầu lại nói với Lô Gia Âm còn đang cùng ăn cá. Nếu không như vậy, ngươi tiếp tục cùng ngươi ăn cá, ta liền dùng dung đất, hai ta cuối cùng so xem ai câu nhiều thế nào. Lô Gia Âm nói. Được, so thì so, ca ca sẽ cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là cao thủ thả câu. Trần Hạ ở bên kia nói. Hai người các ngươi đại ngốc tử chẳng lẽ các ngươi không biết nhiệm vụ là sáu người chúng ta cùng nhau hoàn thành sao? hứa hẹn cùng lô gia âm liếc nhau, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ mặt là như vậy sao? nửa ngày sau, hai người lại lập tức mở miệng. nhanh lên, ta cho ngươi và cá ăn. ngươi đừng ở nơi nào lao lực, mau dùng dung đất a. À? hai người trăm miệng một lời, lẫn nhau tranh chấp, đều muốn thuyết phục đối phương, bất quá cuối cùng vẫn là từng người dùng của mình câu cá là một hoạt động cần kiên nhẫn, đối với người yêu thích cái này mà nói, trong đó thú vị vô cùng, bất quá nếu như đối với người mới học, kỳ thật câu cá rất nhàm chán. Nhất là thời gian rất lâu không lên cá, lại càng có vẻ nhàm chán. Giờ phút này, ba đôi vợ chồng cũng có chút nhàm chán, cá trôi lẳng lặng trôi nổi trên mặt nước, một chút động ý cũng không có. Địch lệ nhiệt ba hai tay chống cầm, mắt to lăng lăng nhìn chầm chầm mặt nước, nửa ngày sau nói với hứa đồng ngươi nói xem nơi này có thể căn bản là không có cá hay không hoặc là chúng nó đều ăn no đối với mồi câu của chúng ta không có hứng thú hứa hẹn nói tĩnh tâm không nên gấp gáp câu cá loại sự tình này tối kỵ thấp thỏm không yên vùng này thủy vực khẳng định là có cá đoán chừng chúng nó chỉ là đang thăm dò chúng ta đây là một hội có liên quan đến nhẫn nại đánh cờ chúng thông minh như vậy sao vậy ngươi nghĩ sao ồ Nhìn cuộc đối thoại của vợ chồng Dino, khán giả trong phòng truyền hình lại mất bình tĩnh. Hai đại ngốc tử này, thật đúng là trời sinh một đôi. Tức chết lão nạp rồi, một tên nói hưu nói vượng, một tên còn tin gấp bội. Đây chính là vợ chồng ngu ngốc. Ha 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 ha, vợ chồng Dino thật đáng yêu. Tại chờ đợi gần nửa giờ sau, giả linh cái thứ nhất thành công rơi xuống cá, mặc dù chỉ có bàn tay đại cá nhỏ, nhưng vẫn là để cho ba đôi vợ chồng lòng tin gấp bội. nhắc tới cũng lạ, tại cổ linh lên cá về sau, những người khác cá trôi cũng theo nhau nhau có động tĩnh. a, à, động đầy rồi, cá của ta trôi nổi rồi. địch lệ nhiệt ba đứng lên, lôi kéo cánh tay đã hứa, nhảy không ngừng, có vẻ rất là kích động. hứa hẹn cũng có chút kích động, nói ổn định ổn định, chờ cá cắn chết mới nâng cần. qua wow, nặng quá, có cá, có cá lớn hứa hẹn mau giúp ta hai vợ chồng lúng cuốn tay chân qua ước chừng hơn hai phút rốt cục kéo cá lên bờ một con cá trắm cỏ nặng chừng ba bốn cân ước chừng bằng cánh tay trẻ con dài ngắn lên bờ còn nhảy nhót không ngừng vỗ thân thể oa wow, lớn như vậy địch lệ nhiệt ba ngồi sổng bên cạnh nhìn hứa hẹn đem móc câu từ trong miệng cá lấy ra sau đó một trận cười ngây ngô vui vẻ không chịu được được a à các ngươi có tên này làm nền chúng ta buổi tối khẳng định sẽ không gặm bánh bao. Vóc dáng thật lớn. Hai vợ chồng khác cũng đều đi qua, cùng nhau vây xem con cá lớn này. Trong phòng truyền hình trực tiếp có khán giả phát màn đạn, các cao thủ đâu, không phải nói khối này thủy vực không được sao. Đúng vậy, cầu phổ cập khoa học. Cao thủ thả câu, rất nhanh trả lời, chỉ có bốn chữ, ngốc nhân ngốc phúc. Bọn họ cũng không nghĩ tới vợ chồng Dino cư nhiên còn có thể câu được cá lớn như vậy. Bất quá, dường như cá lớn như vậy cũng chỉ có một con này. Từ đó về sau ba đôi vợ chồng tuy rằng cũng câu được không ít cá, nhưng lớn nhất cũng không lớn hơn bàn tay người lớn, đều là cá nhỏ 5-6 cm. Chương 10. Người tắm trước vẫn là ta tắm trước, cầu lai. Like. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Thời tiết chính là trung tuần tháng 6, mùa hè trời dài, đến 7 giờ tối, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặng bất quá ánh mặt trời cũng đã ôn hòa hơn rất nhiều ánh mặt trời màu da cam rơi trên mặt hồ làm cho toàn bộ tây hồ đều bịt kín một tấm sa xinh đẹp cảnh đẹp tây hồ không phải chỉ nói liếc mắt nhìn lại đích xác làm cho người ta vui vẻ thoải mái ba đôi vợ chồng trong chúng ta yêu nhau đi giờ phút này đang ở trong cảnh đẹp này hi hi ha ha ồn ào không ngừng bốn giờ thả câu thu hoạch phong phú bất ngờ trong thùng nước một con cá vặn vẹo thân thể bắn tung tóe nước. Kỳ thật nếu thật muốn nói tiếp, lấy trang bị cùng điều kiện của bọn họ, nếu như kinh nghiệm phong phú hơn một chút, hoặc là có cao thủ ở bên cạnh chỉ điểm, thu hoạch hiển nhiên không chỉ có những thứ này. Cá trong thùng nước tuy rằng không ít, nhưng phần lớn đều là cá nhỏ dài ngắn ngón cái, ở trong mắt cao thủ thả câu, loại cá nhỏ này căn bản là không đáng câu. Nhưng nên nói như thế nào đây, dù sao bọn họ cũng không phải chuyên nghiệp, ngay cả nghiệp dư đều không tính từng cái đều là giới câu cá tiểu bạch, cho nên có thể có nhiều như vậy thu hoạch, cũng là phi thường vui vẻ. Xe của tổ tiết mục đã tới đón bọn họ, ba đôi vợ chồng năm Nga ca hát, vui vẻ bước lên đường về. Sau khi đến khách sạn, nhân viên công tác tìm cân điện tử, đo thành quả chiều nay của ba đôi vợ chồng. Nhiều như vậy mới 5 cân. Cân của các ngươi sẽ không hỏng chứ. Chúng ta cái khác không nói a, à, chỉ nói cái này một cái, phải ba bốn cân đi, chúng ta nhiều cá như vậy, tình cảm mới một cân. Kết quả đo trọng lượng cuối cùng khiến ba cặp vợ chồng có chút không thể chấp nhận, tổng trọng lượng mới 5 cân 6 lượng, điều này có chênh lệch rất lớn so với dự đoán của bọn họ. Quy mô của chúng tôi không có vấn đề gì, số lượng cá của các bạn tuy không ít, nhưng đều quá nhỏ, đạo diễn giải thích. Sáu người nhìn nhau không nói gì, sau đó Trần Hạ nói. Vậy được rồi, cậu nói cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể ăn được món gì đạo diễn nói. Dựa theo tiêu chuẩn các anh hoàn thành nhiệm vụ, có thể ăn được 5 món ăn nổi tiếng Hàng Châu. Ảo não trên mặt 6 người lập tức tản đi, 6 người 5 món ăn, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Địch lệ nhiệt ba đứng ở bên người hứa hẹn hỏi. Vậy chúng ta có thể gọi món ăn không? Có thể. Cái này tạm được, vậy đưa thực đơn đi, chúng ta cũng nghiên cứu một chút, không thể ăn quá tinh xảo, phải ăn nhiều còn ngon ba cặp vợ chồng sau đó ngồi dưới chòi nghỉ mát trong sân bắt đầu nghiên cứu bữa ăn buổi tối cuối cùng sau một hồi thảo luận gọi món hầm việc già măng khô cua xanh lòng đỏ trứng việc trơm rạ thịt đông pha và cá ghen tây hồ tổ tiết mục đi khách sạn đặt cơm nước ba đôi vợ chồng thì trở về phòng ghi âm một ngày tiết mục nói mệt mỏi không đến mức đó nhưng tuyệt đối không thoải mái nhất là vừa rồi ở bên hồ câu nửa ngày cá coi như là hoạt động thể lực làm cho một thân đều là mồ hôi lúc ấy đang kích động còn không cảm thấy giờ phút này lại cảm giác toàn thân đều dính dính hai vợ chồng khác làm sao không biết dù sao vợ chồng đi nô vào phòng liền song song nằm trên giường nghỉ ngơi nửa ngày sau địch lệ nhiệt ba quay đầu nhìn hứa hẹn nói ta muốn tắm rửa ngươi muốn hay không tắm hứa hẹn gật gật đầu nói ừ rửa anh trước hay tôi trước địch lệ nhiệt ba vừa hỏi xong lời này phòng truyền hình trực tuyến bên kia liền sôi trào đã là vợ chồng rồi còn phân trước sau gì nữa cùng nhau đi cầu cùng nhau không phải nói toàn bộ quá trình truyền hình trực tiếp sao vì sao không thể xem quá trình tắm rửa trên lầu ngươi quá ngay thẳng thật bực mình nữ thần của tôi lại cùng một người đàn ông thảo luận vấn đề ai tắm trước lão tam đào viên ngươi đại ngốc bức không cần động đến nữ thần của ta. Đạo viên lão tâm ngươi buông tay, để cho ta tới. Một đám điểu ti, ủng hộ đi vợ chồng, rất có yêu. Khán giả đều rất muốn nhìn một chút hạn chế cấp hình ảnh, nhưng này hiển nhiên chỉ là một loại hy vọng xa vời, tuyệt đối là không có khả năng. Hứa hẹn không biết trong phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả oán niệm mơ màng, thuận miệng nói. Địch lệ nhiệt ba có chút muốn nói lại thôi, ánh mắt cũng trở nên cổ quái vài phần, bất quá rốt cuộc vẫn không nói gì, cầm vài bộ quần áo bên người, liền đi vào toilet. Qua ước chừng hơn nửa giờ, địch lệ nhiệt ba đi ra, tóc chưa khô, mặc một cái áo tê. Sớt màu đen, một cái quần đùi nhỏ màu đen, chân dài trắng như tuyết, cùng sơn móng tay màu đỏ bạch nộn ngọc cứ cứ như vậy trực tiếp lộ ở trong tầm mắt không khí cùng hứa hẹn. Lát nữa đồ ăn tới nhớ chờ ta a, à, các ngươi không thể ăn trước, phải có đoàn đội tinh thần. Hứa hẹn thu hồi ánh mắt, cầm lấy đồ dùng cá nhân cùng quần áo của mình vừa đi toilet vừa nói địch lệ nhiệt ba ngọt ngào cười cười sau đó quay đầu lại nhìn toilet một cái trong toilet còn có một ít hơi nước sau đó chính là mùi thơm đầy phòng hứa hẹn đại khái có thể hiểu được địch lệ nhiệt ba lúc trước vì sao muốn nói lại thôi vì sao ánh mắt cổ quái vì sao vừa rồi còn quay đầu lại nhìn toilet một cái bởi vì nơi này còn lưu lại dấu vết của nàng Mặc dù không có cái gì thực chất tính tiếp xúc, nhưng hai người một trước một sau, dùng một cái toilet tắm rửa, tóm lại làm cho trong lòng người có chút kiêu diễm. Mặt khác, để cho hứa Nặc phi thường không bình tĩnh chính là, ở bên cạnh khăn mặt trên giá, cư nhiên có một cái quần lót màu đen, không thể nghi ngờ, đây là địch lệ nhiệt ba, hơn nữa là vừa mới thay ra. Chương 11 Rất lúng túng đi nô vợ chồng, cầu like. Bạn đang nghe tại truyện.audio nếu như chỉ là mùi thơm đầy phòng cùng với dấu vết tắm rửa kỳ thật cũng không có gì ít nhiều sẽ sinh ra một ít cảm giác mập mờ nho nhỏ nhưng nói cho cùng cũng không có tồn tại thực chất gì bất quá cái này quần lót liền không giống với đây chính là vật bên người vẫn là vừa mới thay xuống dấu vết kia liền nặng nói không chừng còn có nhiệt độ cơ thể còn có mùi hứa hẹn trước tiên liền sinh ra một ý niệm rất không khỏe mạnh chẳng lẽ đây là địch lệ nhiệt ba cố ý lưu lại chẳng lẽ đây là ám chỉ nào đó của cô muốn một cái gì đó siêu tình bạn với anh ta ý niệm này rất có sức hấp dẫn cũng nói thông suốt nhưng rất nhanh hứa hẹn liền lắc đầu hắn tin tưởng nhan sắc của mình nhưng cùng địch lợi nhiệt ba tiếp xúc xuống hắn rõ ràng có thể cảm giác được địch lợi nhiệt ba cũng không phải loại kia đặc biệt cởi mở nữ nhân tương đối rất nhiều nữ minh tinh mà nói ngược lại muốn bảo thủ một ít còn nữa lui một vạn bước mà nói cho dù thật sự có ý tưởng gì, cũng không đến mức ở chỗ này a. À. Bên ngoài phòng, nhưng là có mấy cái camera đây, loại thời điểm này, bọn họ có thể làm cái gì? Mà nếu như không phải cố ý lưu lại, vậy phỏng chừng chính là vô tình, bất quá. Nữ nhân này như thế nào lưu lại vật trọng yếu như vậy, rất xấu hổ có được hay không, 20 tuổi chính là huyết khí phương cương, tinh lực dư thừa niên kỷ, ngươi như vậy làm cho ta như thế nào tự xử. À, trong lúc rối rắm hứa hẹn bên ngoài rốt cục truyền đến một tiếng kêu sợ hãi địch lệ nhiệt ba vốn đang giấu quần áo trong rương quần áo bên người không thể để cho hứa hẹn nhìn thấy càng không thể để cho người xem nhìn thấy đây là chuyện riêng tư của nữ nhân sau đó ở trong quá trình này nàng liền phát hiện mình thiếu một kiện quần áo một kiện thiếp thân vừa mới thay xuống quần áo cô bắt đầu cho rằng là rơi trên mặt đất lập tức đứng dậy chung quanh tìm kiếm kết quả tất nhiên là không thu hoạch được gì, sau đó cô nhìn về phía toilet, lại sau đó, cô nghĩ đến quần lót có thể quên ở trong toilet, mà hứa hẹn giờ phút này ngay tại bên trong tắm rửa, sau đó, cô quát to một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp cũng nháy mắt đỏ bừng. Khán giả là không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn địch lệ nhiệt ba giống như đang tìm thứ gì đó, sau đó lại đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, tiếp theo nằm sắp trên giường, dùng gối đầu bịt kín đầu. Tình huống gì? béo địch làm sao vậy vừa mới đi toilet ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hứa hẹn thì sao khán giả các loại mộng bức cũng các loại tò mò nhưng phỏng chừng bọn họ đánh vỡ đầu cũng khẳng định sẽ không đoán được đã xảy ra chuyện gì sẽ không hiểu vì sao địch lệ nhiệt ba lại thét chói tai nhưng lời hứa hiển nhiên là biết dù sao chuyện này không chỉ có đối với hắn mà nói là một xấu hổ đối với địch lệ nhiệt ba mà nói, xấu hổ có thể còn lớn hơn một chút, hết lần này tới lần khác nàng lại không thể vào toilet, ngoại trừ kêu sợ hãi, cũng không làm được gì khác. Hứa hẹn tắm rửa rất nhanh, 10 phút không tới, liền ra toilet, cũng thay một thân quần cộc tê, sớt. Sau khi đi ra, sắc mặt hứa hẹn vẫn như thường, đi qua một bên như chưa từng xảy ra chuyện gì, mở một chai nước khoáng. Địch lệ nhiệt ba thì cúi đầu chạy chậm vào toilet, sau đó rất nhanh lại chạy ra đem cái quần lót nhỏ màu đen nghịch ngợm kia nhét vào trong rương. Sau đó, hai người một người nhìn ra ngoài cửa sổ, một người rưỡi nằm ngẩn người trên giường. Không nói gì, không giao tiếp bằng mắt. Bầu không khí tóm lại là rất quái lạ, dù là ai cũng không đề cập tới, nhưng đã xảy ra chuyện gì, hai người trong lòng biết rõ. Ăn cơm rồi ăn cơm rồi. Lôi gia âm hắn giọng hô ở bên ngoài hành lang, xem như cứu vãn đôi vợ chồng nhỏ giả tưởng muốn xấu hổ đến chết này. Đi thôi. Đói chết rồi. Có chuyện khác ngắt lời, hứa hẹn cùng địch lệ nhiệt ba đều lựa chọn quên đi chuyện trước đó, yên lặng lật thiên, đương nhiên, thực tế như thế nào, cũng liền biết chính bọn họ rõ ràng. Cơm tối vẫn là rất phong phú, tổ tiết mục cũng sẽ không thật sự bạc đãi khách quý, tuy rằng chỉ có 5 món ăn, nhưng phân lượng đều rất đủ, mùi vị cũng quả thực không tệ. Hơn nửa thời gian đã hơn 8 giờ, sáu người vốn đã đói, ăn càng thơm. Mỹ Mỹ báo cơm một bữa, sáu người lại trở về gian phòng, bất quá không có tự mình trở về phòng, mà là toàn bộ đến hứa hẹn cùng địch lệ nhiệt ba gian phòng. Sáu người ngồi trên giường nói chuyện phím. Không biết ngày mai có nhiệm vụ gì không? Tưởng tâm tựa vào tường nói. Trần Hạ nói. Chuyện này đã rất rõ ràng, nhiệm vụ nhất định là có, nếu như không hoàn thành, tôi đoán mức sống tương lai của chúng ta có thể sẽ giảm thẳng xuống chuyện yêu đương này rất đơn sơ tôi còn chưa lãng mạn mà đã trực tiếp bước vào giai đoạn vợ chồng cùng nhau gây dựng sự nghiệp hứa hẹn khoanh chân chống cầm nói địch lệ nhiệt ba an vị bên cạnh hứa nặc cũng khoanh chân nhìn hứa nặc một cái nói cuộc sống khổ cực cũng có thể lãng mạn a à? ai quy định lãng mạn nhất định phải có tiền mấu chốt là phải có tâm hoa a à? bốn người khác cười ồn ào cổ linh nói hứa hẹn mau để trong lòng đi nhiệt ba đã nhắc nhở rõ ràng như vậy coi như không có việc gì hứa hẹn cười nói chuyện nội bộ của chúng tôi anh đừng xen vào anh quản hạ hạ đi trần hạ cười nhìn giả linh một cái nói chúng ta đã rất lãng mạn lãng mạn của chúng ta chính là nằm ở trên giường chậm rãi lười biếng tưởng tâm nói tiếp lãng mạn của chúng ta chính là ly hôn Mấy người bị chọc cười, Lôi gia âm cũng cười không ngừng, ngược lại hô. Hôn nhân sắp đặt hại chết người a?